cần phải thể hiện bản lĩnh. Cầu thủ Viettel đã thể hiện được. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để lội ngược dòng đến cho đến lúc này. Một pha chớp thời cơ của cầu thủ BKB Bình Dương, Hồ Sĩ Giáp. Rất nguy hiểm. Tỷ số được cân bằng 2-2 cho BKB Bình Dương và rõ ràng đó là pha bóng mà một lần nữa kinh nghiệm thi đấu lại không được thể hiện một cách đúng lúc đúng chỗ của đội chủ nhà. Họ đã để cho đối phương tận dụng trong một tình huống có thể nói là rất không đáng có. Lại là pha ghi bàn của Tiến Linh. Các trọng tài đang hội ý. Phản ứng của các cầu thủ áo đỏ là khá quyết liệt với tình huống để cho đội khách được phát triển trái bóng trong đợt tấn công vừa rồi. Một loạt những pha bóng mà chúng ta đã được nhìn lại tương đối kỹ. Nếu như cần phải có sự điều chỉnh thì cần phải xem lại quyết định của trọng tài Trương Vũ với pha tranh chấp của Hồ Sĩ Giáp với Bùi Tiến Dũng. Trên sân lúc này đang là một tình huống rất nóng khi mà cầu thủ BKB Bình Dương đang phản ứng dữ dội với quyết định có lẽ là thay đổi, không công nhận bàn thắng vừa rồi của đội khách BKB Bình Dương. Quan sát kỹ lại pha quay chậm thì trọng tài Trương Vũ đã ra dấu cho đội khách để các Bình Dương phát triển trái bóng, phát triển pha bóng, không xác định đó là pha tranh chấp có lỗi của Hồ Sĩ Giáp với Bùi Tiến Dũng. Và trong một tình huống chớp thời cơ rất nhanh, BKB Bình Dương đã tận dụng được pha bóng sơ hở của đội chủ nhà để có được tình huống sút tung lưới thứ hai. Khung thành của môn Ngô Xuân Sơn được thực hiện bởi Tiến Linh. Đây có lẽ rõ ràng là một sai sót của trọng tài Trương Hồng Vũ. Quyết định bẻ còi là câu chuyện cần phải được bàn tới sau. Còn đây là quyết định chính, tình huống chính dẫn đến sự rắc rối. Đó là pha tranh chấp mà Hồ Sĩ Giáp có lỗi, nhưng quyết định đưa ra của trọng tài Trương Hồng Vũ lại là một quyết định ngược lại. Một quả phạt cho BKB Bình Dương, một pha bóng có lợi để BKB Bình Dương có thể phát triển hướng tấn công. Trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục với một loạt những tình huống phản ứng của các cầu thủ BKB Bình Dương.